Gần đây, diễn viên Khương Thịnh không xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ, nhưng các vai diễn của anh trong phim Hướng Nghiệp, Hoa Xương Rồng, Tình Khúc Mùa Thu, Cho Yêu Thương Quay Về, Sai Lầm và Lê Không Đổ Vỡ, Bến Tình Yêu vẫn in đậm trong lòng khán giả. Khương Thịnh là người con của miền đất Quy Nhơn, lớn lên trong gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, sau khi thi đỗ vào Đại học Mỹ thuật mới nhận ra mình không phù hợp và chuyển sang ngành đồ họa. Tình cờ trong một lần tham gia người mẫu cho hoạt động thời trang tại sân khấu EDCAP, anh bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Bộ phim truyền hình đầu tiên anh tham gia là phim Ba Lần Và Một Lần của đạo diễn Trần Vịnh. Tuy công việc quay phim vất vả, nhưng chính những ngày được quan sát và đóng chung với các diễn viên như Lê Khanh hay Hà Xuyên đã khơi dậy trong anh niềm đam mê với nghiệp diễn. Là một người chồng mẫu mực, biết yêu thương vợ, nên mỗi khi vợ giận, Khương Thịnh luôn nhỏ nhẹ và chủ động làm hòa trước. Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình của Khương Thịnh là có giận nhau thì nhẹ nhàng giải thích cho nhau hiểu. Qua cơn giận thì chồng vợ lại cơm lành canh ngọt. Vợ chồng là đôi bạn ăn ở với nhau suốt đời suốt kiếp nên bỏ qua cho nhau, hiểu nhau là quan trọng nhất. Với các con cũng vậy, Khương Thịnh không phải là người cha dạy con theo kiểu cứng rắn, bắt con phải như thế này, như thế kia. Các con còn nhỏ, hãy cho các con phát triển một cách tự nhiên là tốt nhất. Vợ Khương Thịnh là người đẹp Mỹ Vân. Mỹ Vân sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu phu nhân người Việt năm 2013 tại Canada, cô dành thời gian về nước đón Tết bên gia đình và có nhiều kế hoạch mới phát triển cho sự nghiệp. Trong lần về nước này, người đẹp tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện. Cô cũng dành toàn bộ số tiền có được từ giải thưởng sắc đẹp để đóng góp vào hoạt động quỹ từ thiện cùng với Khương Thịnh. Vợ chồng Khương Thịnh đã có với nhau hai cô con gái là bé Nga và bé My. Hai nàng công chúa rất được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng hết mực. Hai bé rất ngoan ngoãn và học cũng rất giỏi. Có thể mỗi gia đình sẽ có những cách dạy con khác nhau, nhưng điều quan trọng và cần thiết nhất, Khương Thịnh nghĩ đó là dạy con bằng tất cả sự yêu thương. Đó chính là cách dạy con mà các bậc cha mẹ có thể làm và làm thật tốt.